lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Giải Diên Hồng lần thứ nhất sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào 20 giờ 10 phút hôm nay, 9 tháng 6. Bởi vậy, phim Nơi Giấc Mơ Tìm Về sẽ tạm hoãn phát sóng vào khung giờ này. Tập 14 của phim dự kiến sẽ lên sóng lúc 21 giờ thứ hai tuần sau 12 tháng 6 trên kênh VTV1. Về diễn biến phim Nơi Giấc Mơ Tìm Về, tập 13 của phim xoay quanh chuyện tìm bà Lan mất tích. Hóa ra bà bị kẹt trong nhà kho ở viện dưỡng lão bởi ông Sang chốt cửa kho mà không hề biết có người ở bên trong. Cuối cùng chính ông Sang là người tìm thấy bà Lan và hô hoán mọi người đến trợ giúp. Trước đó, Gia An muốn phát điên vì tìm hết viện dưỡng lão cũng không thấy bà. Dù vẫn trách bà độc đoán, ép cháu là những việc mà cháu không muốn, điển hình là việc tiếp quản công ty Lala. Nhưng lúc bà mất tích thế này, Gia An mới thấy sự an toàn của bà là quan trọng nhất. Miễn tìm được bà, rồi bà bắt cậu làm gì cậu cũng làm. Trong khi đó, Mai Anh vẫn mặt dày theo đuổi Gia An, ghen với Phương và tự nhận mình là người yêu Gia An để mọi người trong công ty biết, dù đã chia tay, Gia An chưa đồng ý yêu lại từ đầu. Mời quý vị đón xem các diễn biến tiếp theo trong tập 14 phim Nơi Giấc Mơ Tìm Về phát sóng vào 21 giờ thứ hai 12 tháng 6 trên kênh VTV1. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.